bạn, rất vui khi được gặp các bạn trong video lần này của Ly. Và có lẽ Ly đã biến mất hồi khá là lâu rồi, phải gần 2 tuần nay thì Ly mới có thể lên video được, vì Ly cũng đã cho em trợ lý ở nhà chứ không đến nhà Ly làm việc như bình thường nữa. Và Ly hy vọng là mọi người thông cảm cho Ly về cái sự vắng mặt lần vừa rồi nhé. Và bây giờ thì như thường lệ, mỗi đầu tháng thì chúng ta sẽ có một video try on new makeup tháng vừa rồi. Và tháng vừa rồi thì cũng không có nhiều đồ lắm đâu, nhưng mà có một bộ sưu tập son khá là mới của nhà Merzy, cũng như là 1-2 chiếc má kem hồng của nhà MAC mà Ly muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay. Cũng như là có một số món nữa mà Ly chưa giờ cho lên video thì Ly cũng sẽ muốn cho lên video ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng vào video nhá. Đây là da mặt hiện tại của Ly, thì nói chung là trộm vía trừ những cái mụn ẩn nhỏ nhỏ ở xung quanh miệng này, đây mọi người nhìn thấy 1-2 vết thôi, thì còn lại da mặt của Ly khá là ok trộm vía cho thời kỳ bầu bí lần này. Thì đầu tiên lớp nền ngày hôm nay Ly sẽ dùng một cái bạn này của Chanel. Bạn này thì Ly cũng đã được Chanel tặng Ly khá là lâu rồi, Chanel Balm Essential Transparency. Đây là bạn kem lót. Rồi bây giờ thì bạn này thì Ly sẽ chỉ cần đánh vào những cái phần mà Ly muốn lót thôi này. Đó. Thực sự là hôm nay với cả một cái hôm tuần vừa rồi Ly chụp một cái hình là hai hôm duy nhất mà Ly make up thôi mọi người ạ. Còn lại là gần như là Ly không make up, mỗi ngày chỉ có mỗi skin care thôi. Bạn này thì chúng mình đơn giản lắm, mình chỉ cần lăn thôi, xong rồi sau đấy lấy ngón tay để miết các bạn ý vào cái da mặt của mình, thì nó sẽ là một cái lớp grip, nó bám được tốt hơn lên trên da mặt. Nó là dạng kiểu stick như này thì cũng khá là hay để chúng ta mang đi du lịch mà không sợ là bị chảy. Tiếp đến bây giờ chúng mình sẽ dùng một bạn foundation của Chanel. Bạn này thì Ly cũng đã có một cái video rất là ngắn, cũng khá lâu rồi, nói về bạn này. Và bây giờ hôm nay chúng ta mang bạn này ra dùng tiếp. Đây là bạn Chanel Less Base Water Fresh Tint, thì nghe cái tên là chúng ta cũng đã để biết được rồi, là bạn ý là một cái bạn kem nền nhưng mà dạng tint, gốc của nó là gốc nước, do vậy là cái phần độ che phủ của nó cực kỳ ít và cũng khá là phù hợp cho việc của chúng ta make up ở nhà, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy bạn này lắc đều lên một tí này, lấy ra tay, ui nó lỏng lắm mọi người ạ, đấy nó siêu lỏng luôn. Và chúng mình sẽ có một cái chổi riêng dành cho bạn này. Ui, nó lỏng, nó chảy hết rồi. Và nó có một cái màu nó kiểu hơi nâu này. Khi mà chúng ta mua sản phẩm nó sẽ có cái chổi đi kèm. Và đây mọi người thấy không? Đấy, nó có ra thêm một chút màu cho mình, nhẹ lắm luôn ấy. Và nó rất là mát, cực kỳ phù hợp với các thời tiết mùa hè và những hôm nào chúng mình được đi ra ngoài đi chợ. Nói chung là bạn này ấy, chúng mình cứ đánh thôi, không sợ là kiểu bị không đều màu hay gì đâu. Tại vì thực sự là cái màu của nó rất là như mỏng luôn ấy. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đánh tí đã tan hết là mặt rồi. Mà công nhận một điểm ấy, đấy thì chính là nó có cái công nghệ water tint, water fresh ở trong này. Thế nên là nó có rất là nhiều dưỡng ẩm và nó rất là mỏng cho da của mình ấy. Da nó cứ trong trong như là chúng ta vừa rửa mặt xong, nhưng mà cực kỳ nhiều ẩm luôn á. Nhưng mà có tội là hơi đắt, thế nên là bạn nào da đẹp và có khẩu bao để chi cho Chanel thì nên mua nhá. Ok, Ly sẽ hoàn thành nốt cái lớp nền và chúng ta sẽ quay lại với nhau sau. Thì nói chung là Ly cũng đã tán đầy đủ trên da của mình rồi, mọi người thấy không? Nó cũng không khác biệt gì mấy so với lúc nãy mà Ly không có make up phải không nào? Nó chỉ là cho da của mình trông nó đều màu hơn, trông căng căng, bóng bóng hơn. Thì đấy là một cái khuyết điểm của bạn này, là cái độ che phủ gần như là không có mấy. Còn ngoài ra thì cái hiệu ứng lên trên da mặt của mình thì rất là đẹp, tại vì nó kiểu tự nhiên mà căng căng, da kiểu mỏng bóng tang, dễ chịu lắm. Đó, thì bây giờ mình sẽ bù trừ cái đấy bằng việc là mình sẽ dùng concealer. Thì concealer ngày hôm nay Ly mang muốn dùng hết bạn này để cho Ly đỡ cảm giác phí tiền. Đấy chính là bạn Charlotte Tilbury Magic Away Liquid Concealer. Bạn này nói thật đấy là trời ơi, phí tiền dã man. Đây, nó tét tét thôi như vậy mọi người ạ. Có hôm Ly muốn dùng bạn này thì Ly kiểu lấy mãi nó không ra. Có hôm xong rồi một lúc sau nó lại tét ra, kiểu nó cái tốc độ nó lấy lên nó rất là chậm ấy, mà cái chất kem lại còn khá là dày chứ không hề kiểu mỏng nhẹ đâu. Không như kiểu Truth Declare của YSL. Bây giờ Ly sẽ lấy ra hai đầu ngón tay này và Ly sẽ tán ở cái phần cuống mắt nhá. Đấy mọi người thấy không, cái chất kem nó cứ bết bết ấy,
khó chịu cục. Đây Ly dùng lại cho mọi người xem, xong rồi lần tới mà chúng ta gặp bạn ấy chắc chắn nó sẽ trong cái video mà recent favorite và hate của Ly. Vì Ly nhớ không nhầm là trong cái video mà Ly nói về các sản phẩm mà Ly có của Charlotte Tilbury, kiểu full face Charlotte Tilbury, thì Ly cũng đã có nói với bạn này là Ly không hề thích rồi. Rồi bây giờ Ly sẽ lấy thêm một chút xíu nữa. Trời ơi, cái chất kem nó dày dã man luôn á. Chắc chỉ dày kém mỗi cái soft matte của NARS, nhưng mà soft matte của NARS thì rõ ràng là dễ tán hơn rất là nhiều. Thế thôi, chứ không nhiều quá nữa lại kiểu bị khánh cách khi. Và trông cái gương mặt mình cũng ok rồi đúng không? Trông nó cũng ra khối này khối kia và kiểu nhìn ra mặt trông cũng flawless hết chứ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến với phấn phủ. Thì phấn phủ Ly vẫn dùng bạn này của Lancôme mà Ly cũng đã khen rất là nhiều lần rồi. Bạn này là Long Time No Shine Loose Setting and Mattifying Powder Translucent. Bạn này rất là thích và Ly highly recommend mọi người dùng cái sản phẩm này thay vì là những cái sản phẩm phần nén của Lancôme. Tại phần nén của Lancôme Ly vẫn cảm giác nó hơi dày một chút, còn bạn này thì siêu đẹp luôn, rất thích. Và Ly sẽ dùng một cái chổi to này của Ophelia. Đây là trong cái bộ chổi mới của Ophelia nha mọi người. Bộ chổi đấy Ly thấy đáng đồng tiền đấy, tại vì có hơn 300-400 nghìn thôi mà mọi người có rất là nhiều, có 11 cây chổi tất cả gần như là full set cho mọi người, có thể dùng được cả full face rồi. Thế nên là trong cái bộ sưu tập vừa rồi của Ophelia thì có lẽ đấy là cái sản phẩm mà Ly kiểu ấn tượng nhiều nhất. Và Ly cũng đã review tất cả những cái sản phẩm mà mới ra mắt của Ophelia ở trong cái video tháng trước rồi, mọi người nhớ xem video đấy nhá. Nó mịn da của mình luôn á. Mà nó kiềm dầu cũng khá là tốt. Ly thấy bạn này, nếu như bạn nào mà cảm thấy là kiểu Laura Mercier không phù hợp lắm thì mọi người có thể thay đổi sang cái bạn này. Hoặc là nếu mà đã chán dùng Laura Mercier rồi kiểu mãi mới hết thì đổi sang cho bạn này cho nó khác vị một tí ha. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ tán lông mày. Và lông mày thì hôm nay Ly sẽ dùng bạn VDIVOV Mega Brow Pencil Auto. Thì trong tất cả những cái sản phẩm của VDIVOV thì có lẽ là sản phẩm duy nhất mà Ly thích của VDIVOV đấy chính là son và lông mày. Nhưng mà thật là đáng tiếc là VDIVOV hình như đã không còn bán ở Việt Nam mấy nữa rồi, chỉ còn một vài sản phẩm thôi. Thế nên là nếu mà Ly tìm thấy sản phẩm này ở trên Shopee còn bán của VDIVOV chính hãng thì Ly cũng sẽ để cho mọi người nhé. Và son của VDIVOV thì rất là ổn luôn. Rồi bây giờ thì Ly sẽ làm lông mày và chúng mình sẽ quay lại nha sao. Alright, Ly đã xong lông mày rồi, rất là nhanh thôi. Tại vì bạn này màu khá là chuẩn với cả cái màu tóc của Ly cũng như là cái sở thích của Ly hiện tại bây giờ. Và để giữ cho cái lớp lông mày này nó được thẳng, nó được đẹp và nó được kiểu phẩy sợi, và Ly sẽ dùng bạn này của Romance là Hand O Brow Fixer. Ly rất là recommend mọi người dùng cái bạn gel lông mày này của Romance. Nó rẻ và nó có tác dụng rất là tốt luôn. Ly từ lúc mà Ly có bạn này, Ly chỉ dùng bạn này là chính thôi. Và đặc biệt ấy là nó là màu trong suốt, thế nên là nó không ảnh hưởng đến cái màu tóc của mình hay là cái màu lông mày của mình. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến với cả màu mắt. Và màu mắt ngày hôm nay của chúng ta sẽ có hai bảng này của Romance mà Ly cũng đã được nhận từ khá là lâu rồi. Nhưng mà tại vì đợt trước Romance gửi quá nhiều màu mắt, thế nên là hai bạn này chưa được động đến. Và đó là do tại sao mà ngày hôm nay Ly sẽ cho hai bạn này lên video. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn cận cảnh từng bạn này một nhé. Và chúng mình cũng sẽ dùng cho ngày hôm nay luôn cho cả hai bạn này. Và đây là cái tông màu nâu earthy rất là đẹp và cực kỳ phù hợp với cho việc chúng ta đi làm, đi học và dùng hàng ngày. Ly thấy cái bộ màu này là cái bộ màu đẹp nhất trong tất cả những cái bộ màu mà Romance ra mắt trong cái thời điểm vừa rồi. Và bên cạnh đấy thì chúng mình sẽ có bạn này màu tím này, thì chúng mình sẽ là cái bạn màu nhũ. Nhưng mà tuy nhiên là do quá trình vận chuyển thế nên là một cái bạn nhũ đã hơi long long ra rồi, thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy ở ngay đây. Và đây Ly sẽ cho mọi người xem nhá. Đấy, màu nhũ rất là xinh. Mà mỗi tội là nhũ này thì là nhũ hạt khá là to, thế nên là nó sẽ kiểu khá là rõ ở trên da mặt của mình ấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu dùng luôn với cả cái bảng màu số 5 nhá. Là cái bảng mà Ly khá là thích, kiểu nhìn thấy một cái Ly đã thích ngay rồi. Và còn bảng này thì Ly nghĩ là Ly sẽ dùng một màu thử xem. Và còn lại thì Ly sẽ tặng giveaway cho một bạn trong video này của chúng ta. Ly nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn sẽ thích và cũng như là appreciate được cái
bộ màu glitter như này. Còn Ly thì bây giờ dùng glitter ít lắm mọi người ạ. Thế nên Ly sẽ tặng cho mọi người, Ly sẽ dùng một màu duy nhất thôi và Ly sẽ tặng lại cho mọi người ha. Bây giờ thì chúng mình sẽ đầu tiên là lót mắt đã này. Cái lót mắt này của Ly cũng sắp hết rồi. Thế nên là sắp tới hết giãn cách Ly sẽ đi mua lại một cây khác. Thì có lẽ Ly sẽ dùng rất là dễ luôn á. Ly sẽ dùng một cái màu màu ở giữa này, màu nâu ở giữa này, là màu Rose Shadow kết hợp với cả một chút màu Nude Grey để Ly đánh cho toàn bộ cái bầu mắt của mình nhá. Bộ bầu này nó soft, nó nhẹ nhàng, đúng kiểu cái phong cách mà hiện tại Ly đang thích. Thì mình sẽ dùng cái màu nâu ngay bên cạnh này, là màu Brown Ground. Tí thôi, là như cái đường gập tự nhiên của bầu mắt nhá. Rồi bây giờ thì Ly sẽ lấy một cái chổi nhỏ hơn. Đây cũng là Peophilia 280. Và Ly sẽ lấy cái màu đậm nhất ở phía này. Nói thật là đi làm bình thường chỉ cần như này là đã quá xinh rồi. Rồi bây giờ Ly lấy một cái chổi cũ của Ophelia. Cây này thì mọi người cũng biết rồi ha. Thì Ly sẽ đánh tán để cho nó đều hơn, nó không bị những cái đường màu quá rõ ràng. Và Ly sẽ dùng một cái màu rất là nhạt này ở trong cái bảng này, đấy là màu White Bell. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đổi sang với cả bạn nhũ. Thì thực ra là với cái make up này của Ly thì Ly thấy cũng khá là ok rồi. Neutral dùng hàng ngày, soft và không nhũ thì Ly thấy cũng ok lì. Nhưng mà tuy nhiên là để chúng mình thử cái bạn này sẽ là bạn ý lên trên mặt của mình ra sao. Thì Ly sẽ lấy một cây chổi cũng của Ophelia là 290. Ly sẽ lấy cái màu này đi, màu ở giữa này. Màu này là Goldish Tear. Ok, bây giờ thì Ly sẽ đi dạt kích mí và chúng mình sẽ quay lại với nhau sau. Ok, bây giờ chúng mình đã dạt kích mí xong và trong mặt Ly cũng đã rạng rỡ hơn rất là nhiều rồi phải không nào? Chứ không phải gương mặt chết trôi như lúc nãy. Bây giờ thì chúng mình sẽ kèm mắt. Mà Ly sẽ dùng lại bạn Tattoo Liners của Kat Von D. Bạn này thì đen, rất là đen và Ly cũng rất là thích bạn này. Tại vì bạn ấy là bút lông, Ly không phải đứa thích bút dạ. Thế nên là bây giờ Ly thần tượng bút lông và tất cả các loại bút lông đều hoạt động rất là tốt với mắt Ly. Bây giờ chúng mình sẽ cùng kèm mắt nhé. Nói chung là với kem bút lông thì kiểu Ly cứ lượn đúng một đường và nó sẽ mảnh và nó sẽ đẹp luôn rồi. Bây giờ chúng mình sẽ dùng với bạn NARS này. Đây là bạn NARS Laguna. Thì đây chỉ là cái form nhỏ mà Ly được nhận từ cái set quà birthday gift của Sephora thôi. Và bây giờ thì Ly sẽ dùng cái chổi này của Ophelia, cây 220. Ly sẽ lấy cây này để chúng mình đánh cho cái phần khối của mình nhá. Nói chung là Laguna thì vẫn luôn luôn là một trong những cái màu mà Ly rất là thích, bên cạnh Benefit Hoola Bronzer. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ dùng đến cả phần má. Và phần má thì ngày hôm nay chúng ta có hai bạn mới này của MAC. Đây là bạn dòng này thì Ly khen rất là nhiều. Thế nên là Ly đợt vừa rồi MAC có sale, thế là Ly đã lấy luôn hai bạn này. Đây là bạn Glow Play Blush. Thì bạn này là kiểu kem má. Một màu này là màu Grand. Đây là một trong những cái màu kiểu best seller luôn. Và bên cạnh đấy là có màu So Natural. Thì Ly nghĩ là với cái make up lúc ngày hôm nay của Ly, Ly sẽ hợp với cả màu So Natural nhiều hơn thay vì là màu Grand. Và đẹp lắm luôn mọi người, nhìn này, oh my god. Màu Grand của Ly thì trong quá trình vận chuyển nó có hơi bể một xíu, nhưng mà tại vì là phần má kem thế nên là cũng không vấn đề gì cả. Còn bạn này thì vẫn nguyên vẹn. Bây giờ Ly sẽ dùng ngón tay trước ha. Bạn này Ly nghĩ là sẽ dùng ngón tay sẽ đẹp hơn. Và chúng ta sẽ lăn 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 lăn. Đẹp quá. Ui, chuẩn đấy, được vậy. Đây đúng là kiểu màu Ly thích. Nó rất là đẹp luôn, nó kiểu tự nhiên không. Đấy, so natural mà. Này đi biển này hoặc là đi bể bơi rất là đẹp. Ok, tự nhiên không? Đấy, đẹp không? I like it. Thế là Ly highly recommend bạn này của MAC nhé. Bạn nào thích cái phong cách như Ly, kiểu nhẹ nhàng, trẻ trung, tự nhiên như này thì mọi người mua màu So Natural. Còn hôm nào mà mình muốn pinky girl thì chúng mình sẽ dùng màu Grand. Thì hai cái màu này là hai cái màu mà Ly thấy nó tự nhiên nhất và nó dễ đẹp nhất trong tất cả cái bảng màu. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến với cả chải mascara. Và Ly vẫn lại dùng cái bạn này của Benelia, là Curly Studio All Day Rise Mascara Curly and Long. Ly rất thích bạn này và bạn tuyết đỏ, thế nên là Ly highly recommend mọi người ra Beauty Box mua bạn này nhé. Ly không biết là có cái cửa hàng nào khác ngoài Beauty Box có bán bạn này không, nhưng mà thực sự là nó lên trên mắt của Ly rất đẹp và nó bám càng ngày, cong càng ngày, không sụp, không lem, không gì cả. Cực kỳ thích. Mọi người nhìn thấy Ly dùng bạn này cũng khá nhiều rồi đúng không?
Thế nên là chắc là cũng không cần review gì quá. Mà mỗi thật ra mỗi một cái sản phẩm mascara chúng mình sẽ dùng chỉ được tối đa là 3 tháng thôi, không được dùng quá 3 tháng đâu nhé, để bảo bảo vệ sinh. Thế nên là bạn nào mà có đi make up ấy thì nhớ là một là dùng mi giả, hai là nếu mà dùng mascara thì mang mascara của mình đi ha. Để luôn, xinh luôn. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ dùng thêm một bạn nữa của Chanel, cùng trong cái bạn mà lúc nãy Ly có dùng bạn primer ạ. Bạn ý tên là Sculpting, bạn này là sẽ là bạn highlight. Thì chúng mình sẽ dùng highlight cho cái phần gò má của mình ha. Chúng mình sẽ kẻ một đường, nó cũng chả ra màu là như đâu. Và bạn này thì có thêm một cái cây chổi như thế này để chúng ta tán. Đáng nhẽ là Nili nên dùng bạn này trước khi chúng ta dùng phần má, nhưng thôi không sao, nó cũng không ảnh hưởng đến cái lớp nền của mình lắm, nhìn trông vẫn rất là ok. Ok rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần make up da mặt rồi. Bây giờ thì Ly sẽ dọn dẹp một chút và chúng mình sẽ quay lại với cả phần sát son. Và sát son lần này của chúng mình sẽ là bộ sưu tập mới của Merzy, Dreamy Late Night Mellow Season 3. Bạn này thì lúc mà ra mắt đã được Merzy quảng cáo rất là nhiều rồi. Và bây giờ Ly mới unbox bạn này cho mọi người đây. Và chúng mình sẽ quay lại với nhau sau nhá. Ok, đã quay lại rồi đây. Và sau rất là nhiều lần không ấn tượng quá nhiều với các sản phẩm của Merzy về mặt bao bì, thì lần này Ly đã phải ấn tượng rất là nhiều với bộ sưu tập này của Merzy. Và các bạn nhìn thấy đây, nó là mang hơi hướng màu tím mộng mơ bay bổng. Và với bộ này thì nó chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 màu khác nhau. Và bây giờ thì Ly cũng sẽ thử từng màu lên trên môi của mình một. Và đó chính là tổng cộng 6 màu son của chúng ta trong bộ sưu tập mới của Merzy. Và bên cạnh về màu thì có một số màu không hợp với Ly lắm, thì Ly vẫn thấy là cái bộ son này khá là ok. Ở vấn đề là khi mà đánh màu, kể cả những cái màu đậm ấy, thì khi mà chúng ta tán lòng môi xong rồi chúng ta bọng một chút thì nó cũng tự đẹp luôn, chứ Ly không cần mất quá nhiều thời gian để tán nó lại để cho nó đẹp hẳn lên trên môi của mình. Và nói chung là rất là dễ tán. Và cái việc rất là dễ tán đấy thì nó cũng liên kết với việc là nó cũng sẽ rất là dễ lem. Do vậy là khi dùng những bạn này thì mọi người cẩn thận nhé, để tránh lem vào quần áo cũng như là lem ra những cái đồ vật khác nếu như chúng mình không mong muốn. Và với cái bộ sưu tập này thì Ly thấy nó rất là hay. Nó có một chút gì đấy hơi hướng retro, nhưng
nhưng mà vẫn rất là dreamy, vẫn rất là kiểu khác biệt so với những cái bộ sưu tập khác của Merzy. Và Merzy thì cũng khá là nổi tiếng với những cái màu son đậm rồi, do vậy là nếu như bạn thích son đậm thì hãy đến với Merzy nhá. Còn bản thân Ly thì hiện tại bây giờ với phong cách của Ly cũng như là cái nhu cầu sở thích của mình thì mình sẽ thích những màu son nhạt nhẹ nhàng hơn. Và đó là video của chúng ta ngày hôm nay, và Ly hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là tham gia giveaway để thắng được bộ màu mắt nhũ này của Romance mà Ly sẽ dành cho mọi người trong đợt dịp giãn cách lần này nhá. Và Ly hy vọng sẽ gặp được là mọi người trong những video lần sau. Và rất là xin lỗi mọi người là hôm nay trong video thì có những lúc mà Ly quên bật mic một chút, thế nên là nó hơi on off tiếng một xíu, mong mọi người thông cảm. Còn ngoài ra thì yeah, chúng mình sẽ gặp lại nhau trong video lần sau, và đừng quên là tiếp tục theo dõi video của Ly và cũng như là ấn nút subscribe and like để có thể theo dõi được tiếp những video khác của Ly nhá trong thời gian tới. Bye bye mọi người. Mua.